Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được ít hàng, em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi. Số điện thoại đặt hàng 0975275636. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Bác nào ở gần có thể đến tại địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp, còn bác nào ở xa bên em có ship hàng đến tận nơi nhé. Các bác mua hàng cứ chốt cho em theo mã số như trên video là được ạ. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg, tiền ship sẽ là 30.000. Còn trên 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ là 50.000 toàn quốc ạ. Đây là em báo giá tiền ship của toàn quốc luôn nhé. Các bác mua hàng thì mình có thể chốt đơn vào trong tin nhắn hoặc là trong Zalo. Vui lòng không chốt hàng dưới phần bình luận của video. Vì cái phần đấy thì bên em sẽ xem cuối cùng ấy, nên là tỷ lệ chốt đơn hàng thành công của các bác sẽ rất là thấp. Rồi đầu tiên em sẽ... Đây cả bên này cũng có một ít hàng đó nhá. Đầu tiên em sẽ vào mã số 1 ạ. Số 1 ở đây em có một ít hàng trục tròn này. Trục tròn nó, một đầu này nó có sẵn đế như này rồi nhá. Trục tròn của nó sẽ là trục tròn sắt đặc. Trục tròn phi 25. Trục tròn sắt đặc hết nhá các bác. Đây, bên đế dưới của nó sẽ có một cái đế như này. Bản rộng phần đế là 6cm, chiều dài là 7,5cm ạ. Chiều dài phần trục tròn đo được ở đây là 50cm. À, em xin lỗi, chưa được 50cm đâu ạ, em nhìn nhầm nhá. Nó được có 49,5cm thôi ạ. Đây là mã số 1 này. Mã số 1 của em giá là 70k một chiếc nhá. 70k một chiếc. Có 2, 4, 6, 8 chiếc ạ. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 ở đây nó có cái này. Cái này cũng là trục tròn sắt đặc này. Một số cái nó sẽ có cái đầu ren ở đầu. Một số cái thì nó không có đâu nhá. Trục tròn phi 12 ạ. Chiều dài đo được là gần 32cm. Mã số 2 của em giá là 30k. 30k là 2 chiếc nhá. 30k là 2 chiếc như này này. Một số cái nó sẽ có cái bi này nhá. Có cái thì nó không có bi đâu các bác ạ. Cái này em ngại tháo ra nên em thôi em để nguyên đây nhá. Mã số 2 này giá là 30k 2 chiếc. Không phải 100% là nó sẽ có cái cục bi đấy đấy nhá các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mã số 3. Đây mã số 3 đây. Cũng là trục tròn phi 12 này, trục tròn sắt đặc. Tất cả những cái mã em đang quay đây đều là trục tròn sắt đặc nhá. Chiều dài là 41cm. Đây là mã số 3 này. Mã số 3 của em giá là 40k 40k 2 chiếc. 40k 2 chiếc mã số 3 nhá. Cái mã này cũng vậy đấy ạ. Cái thì có bi, cái thì không có bi. Các bác hoan hỉ là không chọn cái nào có bi giúp em nhá. Em sẽ bốc xô nhá. Số 3 này 40k 2 chiếc. Trục tròn phi 12. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã số 4. Số 4 ở đây có hai cái trục tròn này. Hai đầu nó sẽ có cái gối nhôm như này. Phần trục tròn của nó đường kính phi 10. Trục tròn sắt đặc đấy ạ. Chiều dài đo được là 34cm. Chiều dài đế này, chiều dài cái phần gối ạ, đo được là 4,5cm. Mã số 4 nhá. Có hai chiếc như này ạ, giá là 40k 2 chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã số 5. Số 5 này, trục tròn phi 12 ạ. Cái mã này chiều dài đo được là 53cm. Mã số 5. Số 5 của em giá là 40k 2 chiếc phim 12 nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã số 6 ạ. Số 6 ở đây em có một ít hàng dây trượt ô kéo này. Cái này bản của nó là 3,5cm. Chiều dài đo được là 60cm ạ. Đây, tất cả trơn tru nhẹ nhàng nhé. Để em cân này. Cái này một cái nè. Một cái như này em cân lên được 600g nhé. 600g một cái. Đây nó trơn trượt. Cái loại này thì em sẽ bán giá là 40k 2 cái này. 40k 2 cái. Cái mã này thì mới về nhá, nên các bác đăng, các bác chốt thoải mái này. Rồi tiếp theo chuyển qua mã số 7 ạ. Số 7 ở đây em có mấy cái đầu. Đầu gì đây? Đầu khoan này. Có 4 cái ạ.
cái này là đầu bao nhiêu đây? Cái này là đầu 10 này. Đây đầu côn nhá. Lỗ bên trong đo được là 13. Cái này. Cái này là đầu 13 này. Đầu côn nhá. Lỗ bên trong đo được là 17 ạ. Tiếp theo ạ. Đây là số mấy đây? Cái này cũng là 13 này. Lỗ côn bên trong đo được là 17. Cái này. Đây là cái này sao không thấy số nhỉ? Cái này em đang không thấy số này. Nhưng cái này to nhất trong kia. Cái này cũng đầu côn luôn nhá. Cái này lỗ bên trong đo được là 17. Cái này thì em đang chưa nhìn được số này. Còn đâu đây có một cái 10 này, hai cái 13 rồi. Cái này em chưa nhìn được số. Lát số 7. Lát số 7 của em ở đây có 4 chiếc nhá. Giá là 200k. Bán theo một combo luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã số 8. Số 8 ở đây có mấy cái vòng nhôm này. Vòng nhôm độ dày là 12 ạ. Lỗ bên trong đo được là 29 này các bác. Đường kính bên ngoài đo được là 47. Đây là mã số 8 này. Giá là 50k. Xem có bao nhiêu cái đây. 2, 4, 6. À đâu có 7 cái các bạn. 7 cái nhé. Có 7 cái giá là 50k số 8 này. Rồi tiếp theo mã số 9. Đây, số 9 cái mã này của nó là hàng inox 316 nhé. Hàng tháo máy Hàn Quốc rất là đẹp luôn này. Bên này lỗ đo được là nó đang chưa đến 10 đâu các bạn. Lỗ này em đo chưa đến 10 đâu. Nhưng mà nó lại hơn 9 rồi. Cái này phần ốc bên ngoài này đo được là 17. Đấy. Make in Korea nhé. Cái này chiều cao đo được là 8cm. Cái này chiều này là 8cm này. Đây là mã số 9 giá là 70k. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã số 10. Số 10 cái này cũng là hàng inox 316 nhá. Cái phần đế này của nó sẽ bắt bằng sắt này. Bắt bằng ốc lục giác, cái đế này của nó bằng sắt. Còn tất cả những phần trên này nó sẽ là hàng inox 316, Make in Korea nhá. Cái này ống của nó đo được là ống 6 ly. Đây các cái này ống đều 6 ly này. Phần lỗ này bên trong đo được là 7 ly ạ. Phần ren bên ngoài đo được là 11. Đây, một bộ nguyên hai cái như này. Giá là số 10, giá là 120k nhé. 120k mã số 10. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 11. Số 11 đây có một cái cục nhôm nhá. Cái này là nhôm nha các bác. Nguyên khối luôn ạ. Hai đầu bên này là các bác nào nhìn thấy nó hơi vát không ạ? Đây ạ, hai đầu nhá. Bên này cũng vậy. Cái này chiều cao đo được là 65 ạ. Đường kính bên ngoài đo được là 92. Đây lỗ trục bên trong nó sẽ chia làm hai khớp này. Nhưng mà cái khớp kẹp của em nó lại không kẹp vào ở đây, kẹp được. Phần bên trong này, phần lỗ bên trong đo được là 28. Còn bên ngoài lớn hơn đo được là 35. Đây là mã số 11. Giá là 150k ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Nhôm nguyên khối luôn nhá. Tiếp theo em chuyển qua mã 12. Số 12 ở đây em có một bộ combo này. Là có 2, 4, 6, 7. Có 7 chiếc bi này. 7 vòng bi nhá. 7 vòng bi mã là bao nhiêu đây? Mã là 6304. Phần lỗ trục là 20. Đường kính bên ngoài đo được là 52. Độ dày là 15 ạ. Đây là có 7 chiếc ạ. Một bộ combo 7 chiếc mã số 12. Giá là 120k. Rất là mới đẹp luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 13. 13 ở đây em có một bộ combo. Loại này là bi trục tròn. Cái này của nó lỗ trục là 10 ạ. Đây mặt bích vuông bên dưới đo được là 30 này. Chiều cao đo được là 29. Một bộ combo ở đây em có là 2. Có mấy chiếc đây? Có 8 chiếc ạ. Một bộ combo 8 chiếc như này giá là 60k nhé. 60k. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 14 ạ. Đây mã 14 bên này. Mã 14 ở đây em có một cái vít me.
Cái này viên me của nó sẽ là bằng sắt nhá. Trên đây nó sẽ có một cái bát gen như này này, trơn tru nhẹ nhàng. Hai đầu sẽ có gối bi, hai đầu sẽ có gối này, gối bi quay tròn nha các bác. Cái này gối của nó sẽ là đầu sắt này. Ở đây nó có một đầu khớp nhôm như này nữa này. Phần viên me đo được là phim 16 ạ. Chiều dài phần vít me em sẽ đo từ đầu kia nhá. Em sẽ đo là chiều dài phần ren thôi đấy ạ. Chiều dài phần ren đo được là 62 cm. Còn nếu đo tổng chiều dài đo cả ở đầu gối, đo kéo hết sang bên này sẽ được là 71 cm ạ. Đây là mã số 14 này. Số 14 của em giá là 200k nhá. 200k mã số 14 này. Trơn tru nhẹ nhàng nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mã 15. Số 14 của em có một chiếc thôi đấy ạ. Rồi số 15. Số 15 ở đây em có hai chiếc này. Cái này là một đầu nó sẽ có cái này gọi là gì nhỉ? Buli nhôm à. Phần rãnh này đo được là 17 ạ. Đây nó sẽ có một cái gối nhôm như này, một cái gối nhôm. Phần ren đo được là phi 20. Trên mỗi một cái vít me sẽ có một cái bát ren như này, trơn tru nhẹ nhàng nhé. Chiều cao phần chân đế đo được là 10,5 cm. Phần ren ạ. Phần ren em đo được là 62 cm. Nếu đo tổng cả chiều dài sản phẩm sẽ đo được tất cả là 67 cm ạ. Đây là mã số 15. Số 15 của em giá là 220k một chiếc nha các bác. 220k một chiếc. Đây hai chiếc này giống nhau luôn này, các bác có thể chốt một bộ combo. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 16. Số 16 ở đây em có một ít trục tròn này. Trục tròn của nó một mặt này sẽ có đánh, nó bị mài đi một chút như này nhá. Đây các bác nhìn thấy trên video sẽ thấy này. Đây em để nghiêng như này các bác thấy luôn này. Cái này trục tròn của nó là phi 25. Đầu bên này nó có một phần tiện nhỏ hơn. Phần này đo được là 18 ạ. Ở đầu đây nó có một cái khớp như này nhá, một cái khớp này. Chỗ của em gọi cái vòng sắt này là cái phanh này, không biết chỗ các bác gọi là gì. Cái này tổng chiều dài đo được là 68,5 cm. Thôi tính là 68 đi ạ. Chiều dài là 68 cm. Mã số 16. Số 16 của em giá là 70k một chiếc. Lưu ý giúp em, các cái mã này nó sẽ là trục tròn sắt đặc nhé, không phải là hàng giống ruột đâu ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 17. Số 17 cũng kiểu giống như mã 16 thôi. Kích thước ngắn thì nó ngắn hơn. Trục tròn phi 25. Đây trục tròn sắt đặc nhé. Trên đầu nó cũng có một cái này này. Cái này thì cái có cái không nhá, cái vòng này này. Còn đâu cái khớp của nó sẽ là có rồi. Cái này tổng chiều dài đo được là 58 cm. Đây là mã số 17. Giá là 45k một chiếc. Đây, ví dụ như cái này cũng là mã 17 nhưng mà nó không có cái vòng tròn kia, nó chỉ có cái khớp này thôi nhá. Đó, các bác nhìn thấy trên video không ạ? Số 17 45k một chiếc. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 18. Số 18 đây. Số 18 ở đây mới về được mấy cặp bi này, bi gối nhá. Cái này là bi gối này. Cái này của nó bằng sắt ạ. Bên trong sẽ có hai bi kép như này. Cái này lỗ trục bao nhiêu đây? Lỗ trục của bi là lỗ 30. Trong một cái gối này sẽ có hai bi nha các bác. Cái này bản đo được là 6 cm này. Cái chiều ngang đây. Chiều ngang ở đây em đo được là 12,5 cm. Chiều cao đo được là 9 cm ạ. Đây là mã số 18. Giá là 150k một chiếc nhá. 150k một chiếc. Đây bên này nó bắt bằng 4 con ốc lục giác, nó rất là to luôn này. 150k một chiếc, cái này bằng sắt rất là nặng này. Nặng như 3 cân hay là hơn 3 cân ấy, em không nhớ rõ. Rồi tiếp theo mã 19. Uầy. Đây bày cái mã xi lanh inox này ra mà em quên chưa đánh mã. Thôi tạm gọi mã này là mã số 0 nhé. Mã số 0 này. 150k.
Đây em có một bộ cái này. Cái này của nó là xi lanh hơi này. Phần thân của nó sẽ là inox. Ống này. Ống của nó sẽ là ống 8. Phần trục bên trong này đo được là 14 ạ. Cái đầu ren này đo được là 14 luôn này. Trên đầu nó có một cái khớp như này. Đây. Để em rút ra đo xem hành trình là được bao nhiêu. Hành trình đo được là 18 cm ạ. Hành trình của nó được 18 cm nhá. Cái này vỏ ngoài của nó sẽ là inox này. Những các cái mã khác vỏ ngoài của nó sẽ là nhôm, nhưng riêng mã này của nó là hàng inox. Cái này là hàng tháo máy Hàn Quốc, Made in Korea nhá. Đây cái tem của nó ở đây này. Một số cái tem này nó còn chữ, một số cái tem bị mất chữ rồi. Cái nào mà còn chữ thì các bác sẽ thấy là Made in Korea liền. Cái này đường kính bên ngoài đo được là 42. Em để nguyên như này vào để đo tổng chiều dài cả cái thân của nó nhá. Tổng chiều dài cả thân đó được là 38 cm. Mã số 0. Hôm nay em lỡ quên mã này nên em đặt nó là mã số 0 nhá. Giá là 150k một chiếc. Mã này em đang có 10 chiếc ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 19 này. Mã 19 ở đây em mới về được mấy cái xi lanh này. Đây, như cái mẫu này của nó thì vỏ ngoài sẽ là bằng nhôm này. Đây, mã số 19 thông số của nó là 63 x 300. Tức là hành trình của nó được 300, là 30 cm đấy ạ. Ống của nó sẽ là ống 8. Đây. Trên đầu đây nó có một cái mặt bích như này. Một chiều là 11 cm. Một chiều là 8 cm ạ. Cái đầu ren trên này đo được là 16 ạ. Phần ti hơi bên trong đo được là 20. Tổng tất cả chiều dài sản phẩm ở đây sẽ đo được là 57 cm. Đây là mã số 19. Số 19 của em giá là 300k một chiếc nhá. Các cái mã xi lanh này thì các bác chỉ cần mua một chiếc là bên em cũng có ship hàng rồi. Không cần phải mua là cả cặp đâu ạ. Một chiếc là đã ship hàng nhá. Rồi tiếp theo mã số 20. Số 20 đây. Cái này thông số là 50 x 175. Thế hành trình của nó sẽ là, hành trình là 17,5 cm. Cái này đầu ren này đo được là 16 ạ. Phần ti bên trong đo được là 12. Ống của nó sẽ là ống 8 nhé các bác. Đây phần đề dưới nó có một cái mặt mà cái mặt sắt như này này. Cái chỗ này đo được là 12 ạ. Hành trình là 17,5 cm. Tổng chiều dài sản phẩm đo được là 38 cm ạ. Mã số 20. Giá là 200k một chiếc nha các bác. 200k một chiếc này. Mã 21. Đây, mã 21 ở đây hôm nay em có mấy cặp mi trục tròn này. Số 21 là bi trục tròn. Trục tròn sẽ là trục tròn sắt đặc nhá. Một số cái thì nó sẽ có cái đầu ren như này. Một số cái thì nó không có đầu ren. Phần trục tròn là phim 16 ạ. Chiều dài phần bi đo được là 3,5 cm. Tổng chiều dài cả trục đo được là 31 cm ạ. Mã số 21 này. Số 21 của em một cặp sẽ gồm là 2 chiếc như này. Gồm là 2 trục 2 bi, giá là 70k một cặp như này nhá. 70k một cặp. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 22. Số mã 22 ở đây em có một ít ke nhôm này. Cái này em bán theo một combo luôn nhá. Cái này là 3 cm. Chiều cao này. Chiều cao đo được là bao nhiêu đây? Chiều cao đo được là 43. Phần lỗ ốc của nó sẽ là ốc, lắp được ốc 8 nhá các bác. Đây này, em đo được là 8 ly. 8 ly chắc là lắp được ốc 8 rồi. Cái loại này loại là loại dày nhá các bác. Không phải là loại mỏng như hôm trước giá là 30.000 đâu ạ. Loại này là loại dày nhá. Các bác mua rồi lần này mua lại thì sẽ thấy là hai loại rất là khác nhau. Một bộ combo của em sẽ có 10 chiếc. 10 chiếc này giá là 50k, mã số 22.
Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 23. 23 loại nhỏ đây. Mẹ bảo nó là 2 cm. Chiều cao đo được là 28 này. Này chắc bắt được ốc 6 đây, lỗ 6 ly nhá. Ke nhôm hàng Hàn Quốc. Mã số 23. Một bộ sẽ có 10 cái, giá là 20k nhá. 20k một bộ 10 cái. Có một tổ nên tôi không có nhiều. Còn loại này thì em đang có một sọt nhá. Mã số 22 đây đang có một sọt này. Còn số 23 thì nó chỉ có ngần này thôi. Rồi em chuyển qua mã 24. Số 24 ở đây con có một cái con lăn này. Cái này là con lăn cao su. Bên trong của nó sẽ là trục sắt này, bên ngoài là có bọc cao su như này. Phần trục tròn bên ngoài đo được là 20 này, bên trong là 25. Đường kính con lăn đo được là 75 ạ. Chiều dài phần thân nhé. Chiều dài phần thân ở đây sẽ đo được là 53,5 cm. Chưa tính chiều dài phần trục. Nếu đo cả trục sẽ đo được là 69 cm ạ. Đây là mã số 24. Giá là 300k một chiếc. 300k một chiếc ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 25. Cái mã 24 này của em chỉ có một chiếc thôi ạ. Mã 25 đây ạ. Đây đầu bên này thì cái trục nó ngắn này. Đầu bên này thì cái trục nó dài hơn. Nó sẽ có 3 khớp như này, em sẽ đo cả 3 nhá. Khớp ngoài là 22, bên trong là 25. Trong nữa đây sẽ đo được là 34 ạ. Cái này đường kính đo được là 80. Chiều dài phần thân đo được là 37,2 cm ạ. Chưa tính chiều dài phần trục thò ra đâu ạ. Đây là mã số 25, giá là 250k một chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mã 26. Số 26 thì cái loại này nó cũng nó giống kích thước mã số 25, là cái trục nó dài hơn, cái phần thân này nó dài hơn một chút thôi. Chiều dài phần thân đo được là 42 cm. Tổng chiều dài cả trục sẽ đo được là 53 cm. Đây. Đầu này trục dài này, còn bên kia trục ngắn nhé. Phần này đo được là 22 này, trong là 25. Trong nữa là 34 ạ. Đường kính này. Cái này đường kính đo được là 81. Mã số 26, giá là 250k một chiếc. Các cái hàng này nó về nó mà to quá các bác phải tiện bớt đi được. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 27. Số 27 đây. Cái này phần trục bên ngoài đo được là 20 ạ, bên trong là 25. Đường kính đo được là 75 ạ. Con lăn cao su đấy ạ. Cái này chiều dài phần thân đo được là 26,5 cm. Tổng chiều dài cả trục đo được là 42 cm ạ. Đây là mã số 27. Số 27 của em giá là 200k một chiếc nhé. Có đúng là 40 mấy không? Tổng chiều dài sẽ là 42 cm. Số 27 giá là 200k một chiếc ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 28. Số 28 ở đây em có một bộ combo 50 cái bi này. Đây, ở trong đây nó sẽ có một cái bi như này. Đây là cái bi này, bi nhỏ lắm, em không thấy số đâu ạ. Không thấy số hiệu. Phần lỗ trục đo được là mấy đây? 5 ly ạ. Cái này chiều cao đo được là 14 này. Đường kính bên ngoài đo được là 22. Đây là mã số 28 nhé. Số 28 một bộ combo 50 chiếc. Giá là 100k. Cái mã này có một bộ này thôi ạ. Rồi mã 29 ạ. Số 29 này em có một ít hàng búa, ổ búa này. Cái này là cán búa nhá. Cán búa hàng bãi Mỹ, thương hiệu Milwaukee này. Bên trong của nó sẽ là nhựa. Bên trong của nó sẽ là sợi thủy tinh. Bên ngoài là nhựa cao su. Cầm rất là chắc chắn, chống va đập bể vỡ. Cái bên này đo được là 24. Cái này tổng chiều dài đo được là 38 cm ạ. Mã số 29 giá là 50k một chiếc. Đảm bảo với các bác luôn là các bác nhận hàng cái mã này đảm bảo rất là thích, rất là ưng luôn ạ. Không có bác nào chê cái mã này. Nó khác hẳn với cả các cái hàng của Việt Nam mình đấy ạ.
Nếu mà cái phần này mà nếu mà nó nhỏ quá này, các bác có thể chêm lùi lên đây cũng được nhá. Rất là ok, cầm chắc chắn mà nó không bị trơn trượt giống như hàng của mình đâu ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mã 30. Số 30 đây em có mấy bộ trục tròn này. Cái này của nó sẽ là trục tròn phi 16. Một bộ sẽ có 4 cái trục tròn này. Nó kết nối với nhau bởi một cái khung. Kết nối với nhau bởi một cái khung nhôm bên dưới như này nhá. Trục tròn phi 16, trục tròn sắt đặc. Bên trên của nó sẽ các cái này nó sẽ có 4 cái lỗ ren sẵn này. Lúc này các bác có thể bắt được ốc M8. Đây trong đây trong 4 cái trục này nó sẽ có cái trục mà nó bị khoét mất như này nhá. Nó tháo ở máy ra nó đã khoét mất như này rồi. Cái khung của nó sẽ là khung nhôm. Em đo cái khung này. Một chiều này là 14 cm ạ. Chiều bên này là 12,5 cm. Tổng chiều cao đo được là 34 cm. Phần bên dưới nó sẽ có cái nhựa đỡ này. Cái nhựa đỡ này nhá. Cái nào cũng sẽ có đấy ạ. Nó sẽ để chéo hai bên như này. Để chéo hai bên như này nhá. Bi thì trơn tru nhẹ nhàng, không có bị dơ dão hay là chặt gì đâu ạ. Mã số 30, một bộ như này. Giá là 200k một bộ như này nha các bác. Hôm nay trên video của em có tất cả 30 mã số. Em đã quay và giới thiệu rồi. Bác nào có nhu cầu mua thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại. Em có ghim sẵn ở dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo ạ.